Và bây giờ để tiếp theo số điểm sẽ không dừng lại đấy, tôi hy vọng là các bạn sẽ trả lời được câu hỏi phụ ở vòng thứ hai. Bốn bức hình rất đẹp của chúng tôi sẽ nói về một bài hát, các bạn cùng xem đó là bài hát nào. Chúng ta nhìn thấy là có cỏ này, có cây này, có một giọt sương này, có một những cái ruộng hoa này. À, thì và có một cô gái rất hiền, xinh. Rất xinh. À, chính vì vậy nên đội của anh xin được đoán đây là một bài hát của nhạc sĩ Bảo Trấn có mang tựa đề là Hoa Cỏ Mùa Xuân. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đội của Hồi Anh đã đưa ra đáp án của họ là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn, bài hát Hoa Cỏ Mùa Xuân. Đáp án này có chính xác hay không và họ có ghi được 50 điểm hay không, chúng ta sẽ cùng được biết sau ít phút nữa. Bạn đang theo dõi trò chơi nhạc của VTV3 Đài Truyền Việt Nam. Cách đây ít phút thì Hồ Anh đã đưa ra được lựa chọn của mình cho phần câu hỏi phụ ở vòng thứ hai. Họ có chính xác hay không với tên bài hát Hoa Cỏ Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Chúc mừng Hồ Anh, Hoài Giang và Huy Anh. Các bạn như vậy đã rất thành công với vòng thứ hai này. Thưa quý vị và các bạn, đến hiện nay thì số điểm của hai đội đã ngang bằng nhau. Cả hai đội đều có 200 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Quý vị và các bạn thân mến, giờ phút này tôi đang rất hồi hộp không biết đội nào sẽ ghi tiếp những số điểm ở vòng thứ ba này. Những ô 1, 2, 3, 4 là những ô dành cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dành quyền lựa chọn cho đội của Phạm Tuấn Hùng. Bảo Lan ngồi từ bên đấy đã rất thoải mái rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại. Vâng, thôi được sự động viên của khán giả bên Tuấn Hùng, một lần nữa chúng tôi xin mở ô nuôi, ô số 1. Ô số 1 sẽ là ô màu xanh, xin chúc mừng đội của Phạm Tuấn Hùng. Và các bạn sẽ chọn một bài hát với từ ngọt ngào. Hôm nay có một cơ hội hiếm có, Bảo Lan mới được ngồi cạnh Tuấn Hùng. Tuấn Hùng là người bạn mà học cùng với Bảo Lan từ hồi học đại học phải không ạ? Cái từ hồi học đại học xong là mà, không ngồi cạnh nhau nữa à? Tức là hồi đại học chưa ngồi cạnh nhau bao giờ. À thế ạ? Hôm nay mới có cơ hội ngồi cạnh nhau cho nên là quyết định hai bạn sẽ hát chung với nhau một bài. Vâng, chúng ta hãy cùng cổ vũ họ. Tôi nghĩ phần biểu diễn này sẽ rất hay. Vậy thì chúng tôi sẽ gửi tới một sáng tác rất trữ tình của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, bài hát với tựa đề Hãy Yêu Như Chi Yêu Lần Nào. Hãy Yêu Như Chi Yêu Lần Nào, để chúng ta cùng xem hai người bạn cũ họ hát bài yêu như thế nào. Xin mời. Khi anh hay giận hờn để cho em quên đi ngày dài với bao đêm suy tư miên man. Mắt môi đây xin anh đừng chờ chiếc hôn kia mong anh tình giờ, ngón tay kia xin cho hững hờ dắt em đi vào trong đời chờ. Biết bao biết bao chiều sâu xa ngồi đêm những giọt nắng rơi rụng trước mái hiên nhà, người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy về qua, dù con tim vẫn thiên tha mong xưa cũng cho em
hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào, hãy đưa nhau về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng nhau trọn đời. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào, hãy đưa nhau về nơi cuối trời, giấc mơ đã lặng đi bởi tiếng hát của hai bạn, hai người bạn cũ nhưng hát một bài tình yêu rất hay. Hãy yêu như chiêu lần nào, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Xin cảm ơn Phạm Tuấn Hùng và Bảo Lan. Bây giờ các bạn có được cơ hội để mở ô tiếp theo. Vâng, thôi hôm nay tôi đã mở được cái ô nuôi rất là may mắn, thì một lần nữa sẽ mạnh dạn sẽ mở một ô mà may mắn thứ hai thường hay đến với đội chúng tôi, đó là ô to nhất. Ô số 4 sẽ là ô màu xanh và từ du hời. Vâng, với từ du hời này thì đúng là một cái từ khóa. Và đội chúng tôi đã có phương án cho bài hát gốc. Nhưng mà với từ du hời này thì tôi biết có một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ rất là hay. Đó là ca khúc Bài Hát Du Cho Anh mà ca sĩ Bảo Lan đội chúng tôi hát cũng rất hay. Và sau đây sẽ gửi tới quý vị. Niềm vui